Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube Trang Loan Online. Và chủ đề hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn có tên là sự tích cực độc hại, Toxic Positivity. Không biết các bạn nghe có thấy lạ không, có thấy nghịch lý không, không biết nó là cái gì vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nó. Tích cực độc hại nó ý chỉ đến cái sự ám ảnh, cái sự thôi thúc bên trong mỗi người về cái chuyện sẽ phải luôn luôn suy nghĩ một cách tích cực, luôn luôn sống lạc quan, luôn luôn nhìn thấy những cái điểm sáng, cái điểm tốt đẹp của bất kỳ sự vật, sự việc nào. Nó khuyến khích con người ta luôn luôn sống và suy nghĩ tích cực, mặc cho họ đang trải qua những cái đau khổ, những cái kịch cảnh. Và những người có cái sự tích cực độc hại mà tôi đang đề cập thì có xu hướng áp đặt người khác sẽ phải sống lạc quan, sẽ phải suy nghĩ tích cực, luôn luôn là thể hiện cái sự vui tươi, hào hứng, hứng khởi với cuộc đời. Thì không chỉ cho bản thân mình mà còn tự áp đặt lên bản thân mình, mà còn áp đặt lên người khác về cái lối sống lạc quan, yêu đời. Các bạn cũng biết là trong nhiều thập kỷ qua, rất là nhiều sách vở, rất là nhiều chuyên gia, những nhà diễn thuyết, nhiều tâm lý gia và thậm chí là các cái chương trình truyền hình đã nhấn mạnh, đã làm nổi bật lên cái lợi ích của việc sống tích cực, sống lạc quan, sống yêu đời. Và sự thật là nó đã đem lại những cái kết quả khả quan, đem lại những cái điều tốt đẹp cho đời sống. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cái lối sống tích cực, suy nghĩ tích cực còn làm giảm thiểu các cái vấn đề về sức khỏe tinh thần, làm giảm thiểu tỷ lệ tự sát, tỷ lệ mà họ tìm đến những cái con đường gọi là tệ nạn, có thể có làm có góp phần làm giảm những cái tỷ lệ đó. Tuy nhiên thì những cái nghiên cứu này hay là những cái việc, những cái công trình mà họ đề cập đến cái ý nghĩa hoặc các tác dụng của suy nghĩ tích cực, thì người ta cũng đồng thời nhấn mạnh đến những cái yếu tố về sự hỗ trợ của xã hội, của gia đình, cái sự nỗ lực của bản thân và cái khả năng của bản thân trong việc ứng phó với những khó khăn, chứ không chỉ là đơn thuần là chỉ là suy nghĩ tích cực mà thôi. Ngoài ra thì suy nghĩ tích cực, những cái nghiên cứu này thì tôi tìm thấy là khoảng năm 2017-2018 thì có nhiều công trình nó đề cập đến cái lợi ích, cái gọi là những cái điểm thuận lợi, điểm sáng của suy nghĩ tích cực. Và họ nhấn mạnh rằng là nó đi kèm theo đó có những yếu tố khác như tôi vừa mới trình bày: sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè, xã hội, sự nỗ lực của mỗi cá nhân, cái khả năng, cái sự ứng phó của họ khi mà đối diện với nghịch cảnh, với những khó khăn. Và người ta cũng nói rằng là cái suy nghĩ tích cực nó là như vậy, nhưng tuy nhiên nó không phải giống như là một cái máy hút bụi, nó không phải giống như là một cái liều thuốc vạn năng, một cái liều thuốc tiên để có thể giúp cho con người trong tất cả các thách thức của đời sống. Nó không phải là như vậy. Cho nên cái việc mà cái tích cực độc hại nó có nghĩa là áp đặt, cái sự áp đặt quá lớn lên cái suy nghĩ của chính bản thân mình, tự áp đặt lên chính bản thân mỗi người hoặc áp đặt lên người khác rằng là cái suy nghĩ tích cực giống như thể là một giải pháp duy nhất, một giải pháp tối ưu, một giải pháp cho tất cả mọi vấn đề, và khiến cho con người có xu hướng là né tránh những cái suy nghĩ tiêu cực và ngại ngần, không dám bộc lộ những cái cảm xúc hay là những cái suy nghĩ tiêu cực. Và những cái nghiên cứu, nhiều cái nghiên cứu xung quanh vấn đề này thì họ có nói về cái tính cần thiết của cái quan điểm sống lạc quan. Tuy nhiên thì có phải là hoàn toàn như vậy không? Thì người ta đặt ra hàng loạt cái câu hỏi là nó giúp cho cái suy nghĩ tích cực, giúp con người ta sống lạc quan, nhưng mà nếu mà tích cực một cách độc hại, tức là có một cái nỗi ám ảnh về chuyện này, thì nó đòi hỏi con người ta giống như thể là không thực sự là sống, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, lúc nào cũng thể hiện là tôi là người hào hứng, nhiều năng lượng, bất kể là trong giai đoạn nào của đời sống, bất kể là đang trải qua những cái thách thức hoặc là đang đối diện với những chuyện đau khổ trong đời sống. Và đây là một trong những cái yếu tố khởi đầu của cái việc là khiến cho con người ta không dám
bày tỏ những cái cảm xúc đau buồn, không dám thể hiện những cái ý tưởng, những cái ý nghĩ mà được xem là không tích cực. Nè, tôi để trong ngoặc kép chữ này, được xã hội xem là không tích cực thì không dám bày tỏ ra. Chẳng hạn như thế này, không biết là các bạn có nghe có thấy quen không, nhưng mà có nhiều cái tôi thì tôi thấy quen. Chẳng hạn như là khi mà một cha mẹ họ bị mất con cái họ mất vì cái gì đó, vì tai ương, vì bệnh tật, vì này kia, thì có người lại đi nói với họ rằng là ít nhất họ còn có con. Tức là có những người còn đau khổ hơn là thậm chí họ không có được cái hạnh phúc làm cha mẹ, thì người ta vừa mới trải qua cái nỗi đau mất con. Thì nếu mà cái người mà gọi là tích cực độc hại đi nói với cái người đó rằng là ít nhất thì họ còn có con, thì thật sự cái điều này nó là biểu hiện của cái chuyện tích cực độc hại, vì không thấy cái nỗi đau trước mắt của một người vừa mới mất con. Hoặc là chẳng hạn như là khi một người họ trải qua những cái đau khổ, những cái sự việc mất mát, thì lại đi nói với họ rằng là mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Ví dụ như là mất việc, mất người yêu, đau bệnh, đón một cái tin xấu mà lại đi nói với họ rằng là chuyện gì xảy ra cũng có lý do. Cái này nó không có giúp đỡ được cho họ. Đây thật sự là một cái quan điểm tích cực nhưng mà tích cực độc hại. Hoặc là thúc ép người khác khi mà họ trải qua những cái đau khổ, những cái mất mát, hoặc là gặp cái gì đó thất bại á, thì thúc ép họ nhìn vào những khía cạnh tích cực của cuộc sống. Ví dụ như là tích cực lên đi, sống tích cực lên đi, hãy nhìn đi, cuộc đời nó còn nhiều thứ tươi đẹp, vân vân. Ví dụ người ta mới thất tình, người ta mới mất việc, người ta mới đang trong cái mâu thuẫn của vợ chồng chẳng hạn, thì lại nói là hãy nhìn vào khía cạnh tích cực, hãy nhìn vào cái mặt sáng, mặt tốt của đời sống. Thì đây là một cái kiểu mà tích cực độc hại. Hoặc là thúc đẩy, thúc ép, hoặc nói với một người là để mà nhanh chóng vượt qua cái đau khổ, nhanh chóng vượt qua những cái chuyện buồn và tập trung vào cái gì đó tốt đẹp của đời sống. Ví dụ như là ly hôn, nói là ít ra anh còn có công việc ha, vẫn còn chăm sóc được các con, hay có gia đình, có bạn bè, nên anh còn có nhiều cái điều tốt đẹp. Mấy cái nó không có hoàn toàn sai, nó là thực tế. Nhưng tuy nhiên khi người ta mới trải qua đau khổ, người ta đang trong cái giai đoạn mà xáo trộn của đời sống, thì đây là những cái câu, những cái điều thực sự nó nghe có vẻ tích cực nhưng nó không có giúp được cho người trong cuộc. Hoặc là có cái thái độ dán nhãn với những cái người mà luôn luôn là thể hiện sự tích cực, sự yêu đời, sự vui vẻ, sự hào hứng, thì luôn luôn nhìn nhận những người đó là người mạnh mẽ, những người đó là người sống tích cực, những người đó là tấm gương cho những người khác, những người đó là những người tuyệt vời. Thì là cái thái độ mà nhìn nhận những người sống tích cực, vui vẻ, tức là luôn luôn là như vậy, thì đó là cái điều tốt, đó là cái điều giống như là cần được ca ngợi. Thì tự nhiên tôi nhớ đến cái chuyện là có lần tôi hỏi các bạn sinh viên của tôi rằng là cái điểm yếu của cái người luôn luôn vui vẻ là gì, thì đã có nhiều cái câu trả lời rất là hay, trong đó có cái ý kiến rằng là nếu mà luôn luôn vui vẻ, phải chăng là họ không có cái khả năng, hoặc họ cái khả năng mà thể hiện nỗi buồn hình như là hơi bị thiếu. Thì ý tôi là các bạn hình dung là tôi đang nhìn nhận ở một cái khía cạnh là có những cái kiểu tích cực nó như vậy, không có nghĩa là nếu mà bạn không có chuyện gì vui, không có chuyện gì buồn, không có chuyện gì đáng để buồn, bạn có cuộc sống vui vẻ thoải mái thì chuyện đó tốt thôi, đâu có, không ai ngăn cản chuyện đó cả. Nhưng tuy nhiên mình hãy nhìn trong cái hành trình của đời sống xem thử là có chắc là nó mãi mãi là như vậy hay không. Thì một cái mở ngoặc chút xíu để chúng ta cùng nhau tham khảo. Hoặc là những cái biểu hiện là thúc đẩy một người hãy phát triển bản thân, hãy học hỏi, hãy đọc sách, hãy làm những điều có ích, hãy hoàn thiện con người bạn, hãy học, hãy đọc, hãy làm, hãy này cái kia. Khi mà họ đang rối rắm, khi mà họ trải qua ví dụ như là đối diện với chuyện phá sản, khi mà họ phải giải quyết rất là nhiều cái rối rắm trong cuộc sống, mà nói với họ là bây giờ có nhiều thời gian rảnh,
thì hãy làm những cái điều cho bản thân đi, hãy đọc, hãy phát triển kỹ năng, hãy xây dựng cái gì tốt đẹp cho đời sống, cho cộng đồng. Có nhiều cái học giả khi mà nói đến cái chủ đề này, họ cũng có lấy ví dụ về cái chuyện là đại dịch Covid-19, khi mà bạn có nhiều thời gian á, bạn giãn cách xã hội, bạn ở nhà, bạn làm việc này việc kia đi. Thực ra nó, cái điều đó nó không sai, tuy nhiên không phải ai cũng có một cái tinh thần thoải mái để tập trung vào những việc đó. Họ có thể đối diện với nguy cơ bị giảm trừ lương, bị mất việc, bị phá sản. Họ có thể có nhiều cái nỗi lo. Mỗi ngày ngủ dậy họ tốn những cái tiền chi phí mặt bằng, cái tiền thuê nhà. Họ không biết định hướng tương lai làm sao, họ đang rối rắm trong công việc, chẳng hạn như vậy. Thì làm sao họ có thể thư thái để mà sử dụng cái thời gian rảnh đó. Thì tôi thấy có nhiều cái học giả họ cũng phân tích về vấn đề này theo cái góc độ là sự tích cực độc hại, hoặc là gạt bỏ cái sự quan tâm của một người. Họ quan tâm đến cái đau khổ, cái mất mát của họ, thì gạt bỏ cái đau khổ của họ bằng cách nói là biết đâu cái sự kiện, cái sự việc đó nó còn có thể là tồi tệ hơn nữa thì sao. Thì cái đó nó không có giúp được cho người trong cuộc, mà nó còn khiến cho người ta thấy rằng là mình xấu hổ vì mình là cái người tồi tệ, tại sao mình không có giải quyết được vấn đề, mình lại buồn bã như vậy. Họ cảm thấy tội lỗi tại vì họ không có vượt qua được đau khổ chẳng hạn. Rồi từ từ cái người đó ngăn những cái cảm xúc thực sự của con người, của bản thân họ, hoặc là họ không có dám bộc lộ điều đó, không dám tìm sự giúp đỡ xung quanh, bởi vì có thể bị mọi người nhìn nhận với cái ý là một cái người yếu đuối, một cái người tồi tệ bởi vì đã không có biết vượt qua những cái khó khăn chẳng hạn như vậy. Hoặc là họ cảm thấy, họ bắt đầu dần dần họ cảm thấy nếu như mà đã che giấu và không dám tìm sự giúp đỡ, họ còn cảm thấy nếu mà tôi tìm đến cái sự giúp đỡ chuyên nghiệp, tìm đến nhà tham vấn, nhà trị liệu chẳng hạn, thì giống như thể là tôi quá sức là tồi tệ, yếu đuối và tôi không có thực hiện, tôi không có sống lạc quan giống những người xung quanh tôi. Thì nó có thể là như vậy, hoặc là những cái câu mà các bạn nghe rất là, có thể là rất là đã từng đã quen tai và từng nghe ở đâu đó. Chẳng hạn như liên tục nói người khác là hãy sống tích cực lên nào, hãy vui lên nào, hãy lạc quan lên nào, cuộc đời còn nhiều cái điều tốt đẹp lắm. Đó. Hoặc là cứ vui lên mà sống đi, bỏ hết mọi sự đi, kệ sự đời, hay là cứ vui lên mà sống. Thực ra những cái điều đó không phải là sai, có những lúc đó, nó cũng giúp được cho cái người nào đó. Tuy nhiên cái bận tâm, cái nỗi lo, cái đau khổ, cái mất mát, cái những cái khốn khó của một người thì họ đâu thể nào mà kệ mọi sự, hay là thôi cứ vui lên mà sống, mặc kệ sự đời kiểu như vậy. Hoặc là mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó, những cái câu như vậy. Vậy thì họ cảm thấy mình tội lỗi, mình sai lầm, mình đã làm cái gì sai để cái chuyện này nó xảy ra với mình, với người thân mình, với con cái mình. Họ cảm thấy là có thể là tôi làm cái gì đó tội lỗi. Hoặc là thất bại thì không phải là một cái sự lựa chọn. Thất bại là, tức là dù có thất bại thì bạn có thể lựa chọn một cái cách khác, đi một cái con đường khác. Thì cái điều này nó khiến cho người ta cảm thấy rằng là họ đã lựa chọn sai, họ đã làm cái gì đó sai nên mới thất bại, họ yếu kém, họ thật là dở. Hoặc là cái câu có thể các bạn nghe rất là quen thuộc, đó là hạnh phúc là một kiểu lựa chọn. Thì một người đang trải qua những cái đau khổ, đau buồn, họ thể hiện cái sự ủ rũ, ủ dột chẳng hạn, mà nghe mọi người nói rằng là hạnh phúc là một sự lựa chọn, giống như thế, ủa sao tôi không có được chọn cái sự hạnh phúc? Chẳng lẽ những cái xấu xa, những cái điều bất ổn, những cái thất bại đến với tôi là do tôi lựa chọn hay sao? Thì họ có thể có những cái cách vận động, suy nghĩ trong đầu khi nghe những cái điều đó. Và những cái suy nghĩ này nó không có giúp được một người vượt qua khó khăn. Đây được xem là những cái kiểu tích cực độc hại. Và nó có thể để lại những cái nguy cơ. Những cái nguy cơ nó không có giống như gọi là phản tác dụng. Mặc dù cái ý thì rất là tích cực, nhưng nó không đem lại cái sự tích cực cho cái người đón nhận những cái ý này. Chẳng hạn như là người ta có thể bỏ qua,
hoặc là làm lơ bỏ qua đi những cái tổn hại thực sự. Chẳng hạn như là có một cái bài nghiên cứu rất là hay, mới năm 2020 thôi, có một cái narrative review, tức là một cái bài đánh giá tường thuật về 29 cái công trình nghiên cứu về lạm dụng, về bạo lực gia đình, tức là một cái bài báo cáo về 29 cái công trình nghiên cứu về bạo lực trong gia đình. Thì cái báo cáo nó mang tính chất mô tả, thì họ thấy rằng là những cái khuynh hướng mà tích cực, nhìn nhận tích cực, khuynh hướng tích cực, nó có thể là, nó là nguyên nhân chứ không phải có thể ha, nó là một trong những nguyên nhân mà những người họ trải qua cái chuyện lạm dụng. Lạm dụng ở đây là lạm dụng về nhiều thứ ha, có thể chất, có tình dục, hay là về bạo lực gia đình vân vân. Thì những cái người họ trải qua cái việc đó mà họ đồng thời có khuynh hướng tích cực thì có khiến cho họ đánh giá thấp những cái mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà họ đang trải qua. Họ đánh giá thấp, họ xem nhẹ những cái nguy hại đến với bản thân mình, và họ có cái động lực tiếp tục duy trì cái mối quan hệ lạm dụng đó, tiếp tục gắn bó, gắn kết với cái người mà gây tổn hại cho mình. Sự lạc quan, sự hy vọng, sự tha thứ, nó có thể làm gia tăng nguy cơ một cái người tiếp tục gắn bó với cái người đang lạm dụng mình, và tiếp tục gọi là vòng luẩn quẩn và leo thang trong cái mối quan hệ mà bị xâm hại, bị lạm dụng, bị bạo hành. Thì cái nguy cơ đầu tiên mà nhiều học giả đề cập đến đó là bỏ qua những cái yếu tố tổn hại đến bản thân mình. Cái điều thứ hai là làm giảm những cái mất mát, tức là làm giảm những cái cảm xúc mất mát mà nó thật sự là nó cần và nó nên được bộc lộ, về những nỗi đau, nỗi buồn, nỗi khổ, hơn là làm giảm nó đi. Tức là làm giảm những cái đau buồn này, nó không có mang tính chất tích cực đâu, mà thậm chí là có tác dụng ngược. Bởi vì những cái đau khổ, những cái buồn bã, khi mà tôi trải qua một cái chuyện đau buồn, nó là một cái điều rất là bình thường, rất là hợp lý, rất là lành mạnh của đời sống tâm trí con người. Mà nay một người liên tục được nghe lặp đi lặp lại về những cái thông điệp là hãy vui lên, hãy sống hạnh phúc lên, hãy lạc quan lên, hãy nhìn vào những khía cạnh tốt đẹp của đời sống, nó có thể khiến cho người ta sao nhãng và bỏ qua đi cái cảm xúc đau buồn, mất mát nó đang thực sự tồn tại trong tâm trí họ. Thì cái chuyện này nó có thể là nó không ổn về lâu dài. Tức là thời điểm đó có thể thấy họ lạc quan, họ vượt qua đau buồn mất mát nhanh chóng, nhưng trong tương lai về lâu dài thì cái đau buồn khi mất người thân, đau buồn khi chia tay người yêu, đau buồn khi tôi phải trải qua một cái sự kiện gì đó, thì nó là một cái nỗi đau buồn, nó có thật. Và khi có xuất hiện cảm xúc đó, nó là một phần lành mạnh của tâm trí, của đời sống tinh thần. Nếu gạt bỏ nó đi, nếu mà mình bằng cái chuyện mà liên tục nghe những cái thông điệp đó, có thể khiến cho một người cất giấu cái nỗi đau buồn đó. Cái nguy cơ thứ ba là khiến cho một người cô lập và bị tự mình cô lập và bị kỳ thị. Tức là họ cảm thấy họ không có sống được lạc quan như vậy. Nãy tôi có nói họ cảm thấy tội lỗi, cảm thấy xấu hổ khi mà mình cảm thấy mình buồn, mà những người khác nói rằng là mình hãy vui lên đi, mình không có làm được giống như vậy, thì mình bị cảm giác là bị kỳ thị và tự cô lập bản thân. Mình cảm thấy mình tồi tệ quá, mình không có, sao mình không vượt qua được, sao mình yếu đuối như vậy. Thì nó dần dần nó nuôi dưỡng một cái cảm xúc bên trong con người về cái chuyện tôi thật là tồi tệ, và nó dẫn đến một cái nguy cơ tiếp theo, đó là cái lòng tự tôn thấp. Thì hàng loạt cái vấn đề như vậy thì mình không có được giúp về cái, được giúp, được thấu hiểu, được thông cảm, được chia sẻ về cái nỗi đau buồn, về cái mất mát, mà lại cảm thấy rằng là mình tồi tệ. Mọi người nói là mình hãy vui lên đi, mình hãy lạc quan, mình hãy nhìn vào cái khía cạnh khác tốt đẹp hơn, nhưng mà sao đầu óc mình cứ tập trung vào cái chuyện đau khổ như thế này. Thì dần dần nó làm giảm cái lòng tự tôn của mỗi người. Vấn đề cuối cùng về trong cái phần nguy cơ của tích cực độc hại mà tôi muốn đề cập, đó là các cái vấn đề trong các mối quan hệ và trong quá trình giao tiếp. Thì trong bất kỳ cái mối quan hệ nào, trong cái quá trình giao tiếp với những người xung quanh, thì luôn luôn có những cái
thách thức có thể xảy ra, ví dụ như là bất đồng ý kiến, ví dụ như là sự tranh luận, sự tranh cãi về một chủ đề nào đó, sự không đồng thuận chẳng hạn. Thì khi mà xảy ra những cái điều như vậy, nếu như có cái sự tích cực độc hại thì có thể khiến cho một người bỏ qua cái phần đó, thôi cất đi, thôi mình có ý kiến trái thôi, thôi nói làm chi cho nó mâu thuẫn, cho nó rườm rà, cho nó phức tạp, thôi không có nói. Dần dần như vậy nó sẽ phát sinh những cái khó khăn trong các mối quan hệ đó. Tức là mình thể hiện sự tích cực để cho nó đừng có mâu thuẫn, nó đừng có xảy ra tranh cãi, nó đừng có hỗn loạn lên trong cái mối quan hệ. Nhưng thực chất, về bản chất thì trong lòng mình không có đồng ý. Nôm na người Việt nói là bằng mặt mà không bằng lòng. Thì sau đó thì nó đâu có thoải mái trong mối quan hệ đó. Thì dần dần cái chuyện mà khó khăn, có mâu thuẫn, có cái sự không đồng tình, không được bày tỏ để nhằm cho cái mối quan hệ nó tốt đẹp, thì về lâu dài thì đó là một cái quá trình nuôi dưỡng những cái mầm mống khiến cho mối quan hệ đó trở nên không tốt đẹp giống như là ta tưởng. Thì đó là hàng loạt các cái nguy cơ. Ngoài ra thì còn nhiều cái nguy cơ khác nữa liên quan đến cái đời sống, sức khỏe, tâm trí của mỗi người. Thì lúc nãy tôi có nói về sự xấu hổ, về cảm giác tội lỗi, hoặc là ngăn cái cảm xúc thực sự của mình được bộc lộ, hoặc là thậm chí nó còn khiến cho con người ta bị cản trở trong chuyện tự hoàn thiện bản thân mình. Bởi vì khi cái kỹ năng mà bày tỏ nỗi buồn, kỹ năng hiểu về cuộc sống, có những lúc buồn, lúc vui, có những lúc lên thác xuống gần, hay là có những cái đau khổ, cũng là một cái sự nhìn nhận mà thể hiện sự trưởng thành của mỗi người. Chứ không chỉ là cuộc đời, không chỉ là màu hồng, không chỉ là niềm vui, mà nó còn có nhiều cái khía cạnh khác nữa. Khi mà tôi chuẩn bị để trình bày, để chia sẻ các bạn về chủ đề này á, thì tôi cũng thấy là mới có một cuốn sách mới xuất bản tháng vừa rồi, Sài Gòn Book. Mới xuất bản mới tháng 4 vừa rồi luôn. Cái cuốn sách nó có tên là Đừng tin các bài trắc nghiệm tính cách của một nhà tâm lý học tổ chức. Ông là tiến sĩ Benjamin Hardy ở bang Florida, Mỹ. Các bạn thấy là cái công nghiệp mà làm trắc nghiệm, hoặc là sản xuất ra hàng loạt các cái trắc nghiệm để đánh giá con người, để hiểu về con người, thì nó có một thời gian nó làm một cái gì đó nó rất là nổi trội, nó rất thu hút, nó khiến cho con người ta hào hứng, cả giới chuyên môn lẫn không chuyên môn thích thú về vấn đề này. Bởi vì hình như con người ta luôn luôn muốn cái khao khát để hiểu về bản thân và hiểu về người khác trong đời sống cũng như trong công việc, nó lớn, nó mạnh. Cho nên là đã có một thời gian dài người ta tin tưởng, người ta gọi là vui thú với những cái trắc nghiệm hoặc những cái công cụ nào đó có thể đánh giá được con người. Nay thì chúng ta bắt đầu nhìn lại mọi thứ giống như thể là tác giả Benjamin Hardy đã viết cái cuốn sách này. Nó có tên là Đừng tin các bài trắc nghiệm tính cách. Đó có thể là một cái góc nhìn khác, và biết đâu nó có liên quan đến chủ đề hôm nay tôi có trình bày. Tôi chưa đọc cuốn sách này, mới coi tựa, cũng có tìm hiểu về tác giả một chút và cùng chia sẻ ở đây để chúng ta từ từ mình tìm hiểu tiếp. Thì ngoài ra cũng có một chủ đề khác nữa, đó là các cái sách về self-help, sách về tự giúp, tự lực bản thân mình. Thì nhiều thập kỷ qua, những cái cuốn sách này nó rất là nổi tiếng, nó nằm trong những cái top best seller bán chạy nhất thế giới, xuất bản hàng triệu bản, rồi tái bản rất là nhiều lần, rồi được dịch ra hàng trăm thứ tiếng, rồi được khuyến khích đọc vân vân. Nhưng mà gần đây khoảng hơn một năm trở lại đây, tôi nghe thấy nhiều học giả họ nói về cái chuyện là cái mặt trái của sách self-help, cái chuyện là con dao hai lưỡi, cái chuyện là bạn có thể là không có hoàn toàn, không phải là lúc nào mình dựa dẫm hoàn toàn vào những cái sách này, mình tin hoàn toàn vào nó, mình luôn luôn gọi là giống như là luôn luôn tin tưởng vào bản thân, mỗi ngày hãy nghĩ về những điều tích cực, vân vân. Thì đây là những cái chủ đề mà tôi thấy nó có liên quan và đề cập đến các bạn hôm nay. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn nói rằng những cái sách self-help, những cái trắc nghiệm tâm lý hay là những cái suy nghĩ tích cực, nó không phải là cái gì đó xấu xa, không phải là mình phủ nhận tất cả những điều đó. Nó đã chứng minh được
những cái thành quả hay những cái lợi ích đối với con người, không phải là mình rũ bỏ tất cả. Tuy nhiên nó có những cái khía cạnh khác mà chúng ta nên xem xét. Con người mà, có lúc mình sống tích cực, có lúc mình có suy nghĩ tích cực, nhưng có lúc mình buồn bã, có lúc mình đau khổ, thì nó là những cái gọi là những cái con sóng của cuộc đời, nó vẫn xảy ra như vậy. Hôm nay chia sẻ với các bạn về sự tích cực độc hại, nghe nó rất là nghịch lý nhưng mà nó vẫn tồn tại trong đời sống. Như vậy thì mọi cái chuyện chúng ta có thể lật đi lật lại, xem mặt này mặt kia. Chắc là tôi dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần chia sẻ sau.